Thưa quý vị, sáng nay ngày 28 tháng 11, giá vàng nhẫn trên 62 triệu đồng một lượng, mức tăng cao nhất từ trước đến nay. Như vậy là người mua vàng nhẫn từ đầu năm lãi hơn tiền gửi tiết kiệm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Tiến Minh Châu niêm yết nhẫn tròn ở mức là 61,03 đến 62,03 triệu đồng một lượng mua vào bán ra. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng nhẫn SJC 99,99 loại 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ được ở mức là 60,6 đến 61,7 triệu đồng một lượng mua vào bán ra. Như vậy, chỉ trong vòng một tuần thì giá vàng nhẫn trong nước đã tăng gần 2 triệu đồng một lượng. Còn trong vòng 2 tháng qua thì giá vàng nhẫn 24K tăng mạnh đã giúp người giữ vàng có lãi khoảng 4 triệu đồng mỗi lượng. Nếu tính từ đầu năm đến nay thì loại vàng này đã tăng giá khoảng 8 triệu đồng một lượng. Nếu nhà đầu tư mua vào hồi đầu năm và bán ra thời điểm này thì có lãi khoảng 7 triệu đồng một lượng do tranh lệch giá mua bán luôn duy trì khoảng 1 triệu đồng một lượng, tương đương với lãi 13% và cao hơn khá nhiều so với gửi tiết kiệm ngân hàng.